tôi là bò tót sổng chuồng. Bây giờ tôi đang rất nổi giận vì con người đã nhốt tôi trong chuồng. Tôi sẽ đi húc hết những người xấu xa đó, để họ không làm hại những con bò khác nữa. Họ chạy rồi phải đuổi theo thôi. Chạy đâu cho thoát, đứng lại mau. Mọi thứ đều dễ dàng với cặp sừng to khỏe của tôi. Loài người chạy rất chậm chạp.